Hello em, Dương. Dạ Nhưng mà em đã ghi kỹ chưa mà vào đi tu? em ghi ký rồi, đấu đá tranh giành rồi là tiền bạc chả làm cái gì Xong cái đinh xong cả. chưa? Em xong xong rồi, Đây mà còn là tay thôi gì? tay xong rồi, Bên kia mà. Con rồng bên kia mà. rồng thì xong rồi. Con rồng vậy tô màu nó mới đẹp chứ. Tu chùa một cột hai cột bên là ok luôn. Làm luôn nhá, làm luôn được nhá. Đâu đây là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Miếu Nhưng hôm qua mới xăm Hoàng Sa Trường Sa Tử Giám, Trường Sa, Trường Sử, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam mãi đỉnh luôn. qua mới đi Con vào Hoàng rồng Sa. Yến Nhi Đức Anh mà con rồng đang chả góp không bạn ơi, thì cái sức chịu đựng của con người mình thì cũng đến xăm cái tầm đấy người ta phải nghỉ, để mai lại nếu tiếp tục thì để nghỉ một tuần sau nó bong hết rồi lại xăm tiếp. Chứ đừng gì mình vội vàng đâu em, xăm mà vội vàng nó không đẹp được đấy, nó như Chuyển thế. khoản thì làm nhá, chuyển khoản xong rồi làm. Em chào anh truyền bịp nhá. Em đi tu thật đấy anh ạ. Anh truyền bịp với em sắp đi tu thật đấy anh ạ. Không nói dối, đi tu theo Phật thôi. Bệnh Bậy bạ nghiệp quá mà vợ con thì chả lấy, cũng chả giải quyết gì. Chắc chưa? là người đầu tiên, anh Thái chắc là người đầu tiên trong giới giang hồ mạng đi tu. Đi tu ấy nhỉ. Đi tu thì giang hồ mạng đi tu nhiều rồi, nhưng mà người đầu tiên trong Tu là giới chưa giang hồ có, tu là chưa mạng có. cũng chưa có ai cả. Người duy nhất đầu tiên đi tu còn chưa biết là. Em là Bùi Đức Khánh ở gia tộc Hải Dương đang sinh sống tại Nga. Ok nhá, đang Khánh Nguyễn nhá. Để lát nữa xong anh xe gì nhá. Em có việc gì đấy em ơi? Đi tù thì ra ngoài mạng đi tù nhiều rồi, nhưng mà người duy nhất Rồi. là đầu tiên đi tu. Anh Thái thì không tu được, bởi vì anh còn vợ con, gia đình nhiều, vướng bận nhiều. Anh bây giờ vướng mắt nhiều cái làm sao mà tu được, Anh muốn anh không đi chỉ tu. có anh là chỉ có tu hú thôi. Em là có điều kiện. Em cảm ơn anh Phạm Khuê nhá, chúc anh vạn sức khỏe nhá. Khánh nó Em sắp là chạy có điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ. Ví dụ như là anh Huấn bây giờ anh một bầy con thì anh không đi tu được. Anh Thái cũng vợ con, bố mẹ nặng gánh. Dư Minh Tuyền cũng nặng gánh. Ông Khá Bảnh thì về đến chắc không tu được. Long Chín Ngón thì nó cũng yêu đương thế tu gì. Chỉ có duy nhất Khánh Ca. Khánh là đủ điều kiện. Tên em còn đổi đấy anh, tên em đổi đấy. Anh thấy cái tên em đổi được không? Pháp danh được không? Đi Quốc Khánh rồi Quốc Khánh nghĩa là gì? Theo anh nghĩa là hả? gì? Em Nếu đi tu. mà thích Quốc Khánh có nghĩa là em cái gọi là, nếu mà tất cả các nhà sư đều gọi là đặt cái chữ thích đầu tiên thì em gọi là thích đi tu. Quốc Khánh thích đi tu. Ông Quốc là đất nước, còn Anh ông biết Khánh rồi, nó là còn còn dịch ra đúng chữ kia là Quốc Khánh có nghĩa là đất nước rồi. Quốc Quốc có nghĩa là em thì đấy. Khánh kẻ vụ uốn đập bát vào mặt Thái nhỉ, ok luôn, đập mâm luôn, choá thôi. choá Mọi người ơi, lúc mà mình chưa khởi tâm tu thì mình có thể hay trêu anh Thái với cả trêu những cái nick tin, nhưng mà giờ sắp đi tu rồi ai đi trêu mấy cái việc bạo lực như vậy. thôi bố à, mày bôi nhọ không bôi nhọ cái gì, mùng 29 của đất nước, đất nước mùng 29 là ngày quốc khánh, làm sao mà ai mà đi bôi nhọ được. Em đừng nói câu người ta bôi nhọ là người ta sẽ làm những cái hành động nó khác. Còn đây là có những người, người ta biểu hiện yêu đất nước, mình nói luôn đấy, có những người cũng như bạn thế, thích vợ con bạn là bạn xăm lên đây, bạn yêu quý vợ con bạn là bạn đặt Long hình ơi, đây bạn thế. Còn đây người ta cả dù như yêu đất nước thì người ta có thể xăm hình này, người ta yêu đất nước là cũng là chuyện bình thường thôi, có gì đâu. Khánh cho Khánh Khánh cho Thái một bát, anh gửi cho 20 đây người ta đi triệu tu để người ta hướng về tổ quốc, người ta ông nói linh tinh. thật. Anh chào Liên Minh nhá, hai thằng danh con ở ok. Vâng em chào, thế thì hai thằng danh con chào anh. Còn mấy? Đâu đây? Đừng cho trứng nhá. Trứng vẫn ăn được mà, ăn chay vẫn ăn trứng được đi. Đâu đi xăm, đang À rồi xăm. rồi rồi rồi, mới xăm xong nó ăn trứng nó không được. Anh Tu cảm ơn là anh vẫn xin ăn nhá. trứng được anh. Ăn được. Mà thật ra nhá, chùa bây giờ trong Phật giáo đi tu nhiều người ta vẫn ăn thịt mà, nhiều người sư vẫn ăn thịt mà. Anh có phải không? Đúng rồi. Có sư người ta vẫn ăn thịt mà. Thỉnh thoảng người ta vẫn ăn thịt mà.
cứ thịt chó mà vã. Ôi nói thật thế, ông cứ bình luận như tinh. Có sư người ta vẫn ăn thịt mà. Không, như thật ra nhá, cái quả trứng mà anh Thái để ý nhá, quả trứng mà con gà nó đẻ mà nó chưa lấy trống ấy thì ok, còn quả trứng mà nó có cái này, có nghĩa là cái quả trứng là con gà trống, con gà mái người ta nuôi là sẽ không có trống. Đúng, chứ quả đấy trứng mà có trống nó đạp rồi ấy là không nên là ăn. Cũng là sát sinh, cũng là sát sinh, nó có sau này mấy lớp mà có con là cũng không được. Đúng, phải là con gà mái nuôi riêng. Hợi xăm nhà anh Tùng gà. Chứ còn anh con gà mái anh con gà mái mà có trống là phụ trống là không được. Cảm ơn Phạm Đạt 666 nhá. Thank you Phạm Đạt 666 nhá. Nhưng mà lại hỏi mọi người một câu này hơi láo, nhưng mà mình đi tu này mình sẽ không gái gú. Anh Thái ơi, em vẫn còn trẻ khỏe, em không gái gú. Thế mà nó bí quá thì nó để nó tự tràn ra hay là mình phải sóc? Đấy là nói thật. Cái thì anh biết rồi, là hỏi người ta rồi, anh biết rồi cái đấy. Mình hỏi thật mọi người là như thế, là mình sẽ không gái gú rồi. Để nhưng mà bây giờ mình vẫn thanh niên thì nó tràn ra thì mình cứ để nó tràn à? Đấy là hỏi thật mọi người chứ không phải là lần báo nhá. Mình cảm ơn anh Cúc Béo này, cảm ơn anh Cúc Béo với Phạm Đạt nhá. Mới lại hứa không hẹn này. Phạm Đạt này, mình giấu tên Phạm Đạt này. Anh Thái Cabin trùng giấu tên số 1 Việt Nam. Chúc cho Phạm Đạt và đình sức khỏe này. Chúc cho gia đình nhà Phạm Đạt bình an. Chúc cho việc làm ăn buôn bán của Phạm Đạt thuận buồm xuôi gió nha. Phạm Đạt mãi đỉnh, đẳng cấp luôn. Thôi được rồi, nó để tự tràn thôi. Chứ còn bảo là sóc nó là mang tính chất này đấy. Tôi nói con sóc nha, nghe con sóc nó hơi kinh, gọi là tôi quay tay đấy. Quay tay cũng không được, vì là nếu mà đi tu rồi mà quay tay thế là nghiệp. Nó là tà dâm ấy. Quay tay nó cũng thuộc dạng tà dâm ấy. Cảm ơn em Âu Dương Phong nhá. Thank you em Âu Dương Phong. Chúc em Âu Dương Phong và gia đình sức khỏe nhá. Anh em bấm tay cho mình thắng Khánh phát ra nào. Lưu Đại Ngọc, Như Ngọc Đại xin chào nhá. Em bấm tay rồi, ok ok em. Mình sinh năm 85 bạn Thái à. Ờ thế thì bạn ít hơn mình 3 tuổi nhá. Bạn Âu Dương Phong tớ 82 bạn nhá. Chúc bạn Âu Dương Phong có thành sức khỏe nhé. Đọc chú là nó tự tiêu à? Văn Lương. À, link của anh Linh Mỹ không sập được rồi em ơi. Kênh của anh Kênh Mỹ sập sao được. Kênh nước ngoài cởi trần cũng sao đâu. Cái kênh Việt Nam cởi trần nó chỉ bóp thôi. À, cởi trần nó bóp nó không lên được, nó không lên được thôi. Âu Dương Phong vãi trưởng, anh Thái nhiều tuổi thế. Ơ anh sinh năm 82 mà. Mình cảm ơn bạn Văn Lương nhá. Chúc bạn gia đình sức khỏe nhá. 82 là tuổi Nhâm Tuất anh à? Nhâm Tuất đúng rồi em. Nhâm Tuất như anh là sứa đấy. Em có một ông anh ở trên Yên Bái tuổi Nhâm Tuất khổ lắm, giờ chưa vợ con gì. Ở làng anh thì Nhâm Tuất nó cũng đều thành đạt cả đấy. Nó cũng có người khổ người sướng đấy, không phải ai khổ đâu. Thế nhưng mà cái đường vợ chồng này kia thì nó hơi vất vả tí. Và ông kia vẫn chưa vợ con gì. Cảm ơn Âu Dương Đức nhá. Tạ Minh Sang mình cảm ơn nhá. Con chim đại bàng xin chào. Âu Dương Phong. Anh giáo tên em Âu Dương Phong nhá. Anh Thái Cabin trùng giáo tên số 1 Việt Nam. Chúc cho em Âu Dương Phong và gia đình sức khỏe này. Chúc gia đình em Âu Dương Phong bình an. Chúc việc làm ăn của em Âu Dương Phong thuận buồm xuôi gió em nhá. Âu Dương Phong mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Nếu mà Nhâm Tuất phải đẻ vào ban ngày thì tốt hơn là ban đêm. Tuổi chó mà đẻ vào ban đêm thì chỉ lăn quanh lộn quẩn ở trong nhà thôi, không đi đâu cả. Tuổi chó mà đẻ ban ngày thì mới sướng. Giáo tên cháu đi cụ à? Không. Anh Thái đẻ ban ngày ban đêm. Ơi. Anh Thái đẻ ban ngày đúng không? Anh đẻ ban ngày. Tuổi chó mà đẻ ban đêm nhá là chỉ lăn quanh lộn quẩn trong nhà thôi. Thế là cái tuổi thật sự luôn đấy, nó ứng với cả cái công việc hoặc là cái đấy. Tuổi chó mà tuổi chó thì ban đêm chỉ có ở nhà trong nhà chứ có đi đâu đâu. Còn tuổi anh sẽ không đi. À nó gần anh giáo tên em mới ok luôn. Thế nhưng mà dạo này ai cái nick của anh nó bị khóa anh không biết nhỉ. Mấy hôm nay anh không thấy em like mấy. Vẫn like chứ hả? Mấy hôm nay như em sắp đi tu rồi em còn có thấy em like đâu. Giáo tên em có like cái gì đâu. Anh Thái kìa, ăn này thì ăn rồi đi tơ được thôi à.
réo tên con đi bố à không, bạn nói thế thì tôi chịu. Anh em vào đây xem thì anh em mỗi người tải cho mình một tin, bạn nào mà chưa follow thì anh em follow mình cái nhá. Mình cảm ơn tất cả anh em. Anh hỏi xem em tuổi lợn đẻ ban đêm thì sao anh ạ? À? Em được hỏi linh tinh. Có nghĩa là cảm ơn mẹ lợn, thân nhá. Tuổi lợn thì đa số là cũng không thích đi xa, đa số chỉ thích làm quay quay ở nhà thôi, vì lợn nó chỉ trong chuồng mà. Còn lợn rừng thì không nói, lợn rừng không nói. Gặp, Khánh có tặng em gặp, gặp lợn rừng mà bên gọi là bên sa mạc ở bên kia thì nó chạy lúc cũng qua nó đi kiếm một kỳ nhắm. Cái tuổi lợn là thường là làm ở nhà không thích đi xa. Đúng rồi. Còn như em tuổi khỉ em đi khắp nơi. Như là khỉ mà này, tuổi khỉ mà khỉ trong vườn bách thú thì cũng chả đi đâu được, trong chuồng. Mẹ lên tầng 91 cơm cho anh chưa? Đang chuẩn bị xuống ăn cơm thì Khánh mời thì thôi anh em lại là la chim tí đỡ được xuống ăn sau. Anh vừa ăn vừa nói chuyện cho nó vui, em đang nấu cơm ăn ai vừa ăn vừa nói chuyện mà. Thôi mình nói nó phải đàng hoàng em. Ăn uống phải đàng hoàng, không phải để lên lên. Mình nốt cái này xong là anh xuống anh ăn cơm đi. Em okay, thì okay. Em sang báo cáo với anh là em sắp đi tu chứ em cũng chả tranh giành cái gì trên này nữa. Thái hôm trước nó chửi anh đấy là không sao cả em ơi. Anh chỉ nói với em rằng là anh Hiệp Đen Sài Gòn nè, chắc có phải anh không nè? Chắc không phải. Anh Hiệp Đen thì mình có follow link nên là chắc anh không phải anh Hiệp. Tôi ok anh ơi. Anh biết sao anh cứ bảo lời sự là em sẽ chào anh, ok anh nhá. Anh Thái càng ngày trẻ, cảm ơn em nhá. 1cm nữa là 1m6 à? Cánh hôm trước nó chỉ anh đấy không sao cả em ơi. Hôm anh trước chửi bao giờ cứ nói lên ra thì anh chửi mấy năm trước, nhưng mà hôm trước chửi nhiều đấy. Thằng nó cứ vứt vào mấy năm trước thì có chửi anh Thái thật. Ok em chào anh, ok cái tên của em anh không dám đọc cái này, cái tên của em để thế kia thì ai dám đọc đấy. Em giờ chảy cứt dính giờ đít giờ sao, nghe cái câu nghe em để cái link sợ quá. Anh follow em đi, ok Phạm Đạt nhá. Anh Thái follow em đi đây em ơi. Rồi đấy em. Anh ơi em đi tu thì không biết bao nhiêu năm thì mình được lên Đại Đức nhỉ? Đại Đức thứ là em thành chính quả thế. Tức là không, chính quả không nói, mình thành Đại Đức đi. Bây giờ anh thì bên giáo thì không biết về cái đằng về bên đấy nên là cũng rất là khó trả lời em. Ví dụ như là trong ngành quân đội với công an là người ta lên Đại Tướng ấy, thì mình đi tu thì mình là Đại Đức. Khánh sắp đi tù à không? Sắp đi tu. Thích ghê. Bao lâu thì mình được lên Đại Đức nhỉ? Đấy, anh, em thử, anh em xem thì trả lời hộ mình đấy. Cần điều kiện gì thì nên được Đại Đức nhỉ? Anh Thái người công giáo à? Đúng rồi em ơi, mộng nhá. Đi tu cảm em ơi. Cái gì đâu tu. Cạo dâu mới. Có là đu được 9 mà chạy đi. 9 là thối nơi 9 vàng. Nó bảo đi mấy tháng rồi mà vẫn chưa à. Khoảng 2 là đi. Đã không biết gì lại còn đòi đi tu hả? Thì người ta không biết, người ta đang hỏi đi bạn. Còn thì đang bị hỏi. Đêm qua anh đến đi đi đá anh bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng quá. Anh em nào chưa follow mình thì anh em follow mình cái nhá. Anh em bên mình bạn nào chưa follow Khánh thì sang follow với Khánh nhá. Hiếu Hải Dương xin chào nhá. Hải idol đâu anh? Hải idol chưa được em ơi. Anh cảm ơn em Phạm Đạt nhá. Anh chúc em Phạm Đạt có sức khỏe nhá. Em là ngày em đã đọc Phật pháp để cầu cho anh Trường Con sớm được ra tù và cầu cho các anh em là luôn mạnh khỏe bình an và cầu cho cô ta sẽ này. Thằng cu em nó bảo là anh Khánh Ski xăm con rồng bát hương ở tay hai anh. Chạy đi tí anh gọt cho, cứ chạy lại để đấy tí anh tự gọt nữa. Giáo tên là Trường Con à? Giáo tên Trường Con thì đơn giản thôi, có gì đâu. Em Thái Cabin chúc cho anh Trường Con gia đình sức khỏe, chúc cho gia đình anh bình an, chúc cho anh ở trong đó cải tạo tốt để sớm về với gia đình và anh em anh nhá. Anh Trường Con mãi là anh của em. Anh Trường Con mãi đỉnh, mãi đỉnh, mãi đỉnh luôn. Là trước Khánh bảo anh Trường nó như thiên đấy em. Dòng ở cái bát hương anh biết rồi. Nhưng cũng giống thật. Rằng anh hứa anh chúc Khánh đi tù đi anh. Không em ơi, mình không nên có cái nghiệp mồm, mình không nghiệp như thế được em.
lên đây vui vẻ em ạ. Còn lên đây để mà bực bội nhau hoặc là có những cái lời chúc nó không tốt đẹp với nhau thì cũng gọi là nhập mồm nhập miệng thì không nên. Khánh nó cứ bảo anh trừng trực à. Nó kệ nó em ơi, cái lúc nó trêu thì nó khác em hiểu không? Hoàng Nguyên xin chào nhá. Anh em nào chưa follow thì anh em sang follow cái nhá, mình cảm ơn tất cả anh em. Tuân Từ 3636. Mình giáo tên bạn Tuân Từ nhá. Anh Thái Cabin trùng giáo tên số 1 Việt Nam, chúc cho em Tuân Từ và gia đình sức khỏe. Chúc cho gia đình em Tuân Từ bình an, chúc cho việc làm ăn buôn bán của em Tuân Từ thuận buồm xuôi gió em nhá. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với gia đình em. Em Tuân Từ mãi đỉnh luôn. Chào Tam Minh nhá. Em chúc anh ok em ấy. Thôi anh xuống ăn cơm đi anh ơi, anh nhá. Ok em nhá, em dùng bữa đi. Tối nhá, anh rảnh em lên nó chưa sau nhá. Ok. Đi tu thì bao giờ lên được đại đức anh em nhỉ? Phải như nào, điều kiện nào mới lên được đại đức chứ?